Dạ em Ngọc Tâm đất Cần Giuộc Giá Rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube Ngọc Tâm nha. Hiện tại thì Tâm đang có mặt tại cái đoạn đường tỉnh lộ 85B nha quý anh chị, thuộc ấp Long Hưng, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị nè là mình thẳng ra ngã tư Phước Lý luôn ha. Thì vào độ tầm khoảng chừng 400m thôi. Ra tới ngã tư Phước Lý rồi mình rẽ trái thì mình đi về tỉnh lộ 826 qua cầu Tràm rồi về khu công nghiệp Cầu Tràm nè, rồi về ngã tư Xà Đôi về trung tâm hành chánh huyện Đức ha. Còn khi mình ra ngã tư Phước Lý rồi á, mình rẽ phải thì mình đi đường Đinh Đức Thiện, mình ra quốc lộ 1A chợ Bình Chánh ha. Thì vào độ tầm khoảng chừng 4km thôi. Rất là gần ha. Đó, và cái phía sau lưng Tâm nè là theo cái tuyến đường tỉnh lộ 85B này, mình thẳng về đây luôn là mình sẽ đi về chùa Bà Long Thượng ha. Rồi mình rẽ phải mình đi về tỉnh lộ 85A thì vào độ tầm khoảng chừng 4km nha quý anh chị. Đó. Thì hôm nay Tâm đứng tại vị trí này á để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm đất vườn sổ riêng ha, với tổng diện tích là gần 2000m và nói chung chính xác hơn á là 1992m2 đất vườn ha, vuông vức luôn, rất là đẹp luôn ha. Và nó nằm mặt tiền của đoạn đường bảy chợ nha. Đó, ở phía bên đây là cái đoạn đường bảy chợ nè quý chị. Đó, cái đoạn đường này thì hiện tại là cái đoạn đường bê tông tầm khoảng 2m thôi. 2m thôi vào đất thôi. Và từ cái vị trí đường tỉnh lộ 85B này mình đi vào cái vị trí đất á, thì vào độ tầm khoảng chừng 50m thôi ha. Và cái thửa đất này Tâm được chủ gửi bán với giá là 3,8 tỷ còn bất lọc nha quý anh chị. Đó. Rồi, bây giờ xin mời quý anh chị mình vào mình xem đất cùng với Tâm nha. Đó, ở khu vực cái đường vào cái vị trí đất của mình á thì dân cư khá là đông ha. Hai bên là dân cư khá là đông luôn. Và nó nằm cái vị trí rất là đắc địa luôn. Là tầm khoảng chừng 50m thôi là mình sẽ đến tới cái vị trí đất ha. Rồi, tới cái vị trí này là đã tới cái vị trí đất rồi nè quý anh chị. Đó, tới đây là tới cái vị trí đất rồi. Để Tâm dừng xe lại rồi Tâm sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này cho quý anh chị mình xem nha. Từ cái vị trí tỉnh lộ 85B vào cái vị trí đất rất là gần luôn nè. Đó, và đất mình thì đã được chủ là kéo hàng rào 70, phân định rõ ràng ranh giới hết rồi. Nằm trong cái khuôn viên mà 70 này ha. Đây. Rồi, trước khi vào để giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này ha, Tâm sẽ quay xung quanh cho quý anh chị mình xem là cái đường như thế nào, rồi dân cư như thế nào nha. Thì từ cái vị trí này mình thẳng vào đây luôn thì có rất là nhiều nhà dân ở trong kia ha. Có rất là nhiều nhà dân trong kia luôn. Đó, thì cái đường bảy chợ này á là cái đường hình chữ U, mình chạy tới đây, mình rẽ bên tay trái này mình thẳng qua đây. Đó, cũng vòng ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85B luôn quý anh chị. Đó, và đối diện cái phần đất của mình á là có một cái thửa đất rất là to ha. Ở bên đây thì có vài ngôi mộ rất là xa. Nói chung là rất là xa đất mình ha. Và cách một thửa đất là, cho nên là quý anh chị có an tâm về phần này. Ở đây khu vực này thì quý anh chị thấy là đèn đường nè, rồi camera an ninh đầy đủ hết rồi. Đó. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất vườn này cho quý anh chị mình xem nha. Thường thì Tâm ít có một cái sản phẩm nào ở khu vực Long Thượng ha. Nhưng mà hôm nay thì Tâm được chủ gửi một cái thửa đất này. Tương đối nhìn nói chung là rất là vuông vức, rất là đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn. Thì tính với là tầm khoảng 2000m2, chính xác hơn là 1992m thì gần 2000 quý anh chị, mà chủ kêu chỉ có là 3,8 tỷ thôi, mà còn bớt lọc còn thương lượng được cho quý anh chị nữa, thì tính ra nó chưa tới 2 triệu một mét nha. Nó chưa tới 2 triệu một mét nha quý anh chị. Đó, rất là gần luôn và rất là rẻ luôn, nói chung là ok. Cho nên là Tâm lên đây Tâm quay cho quý anh chị mình xem ha. Rồi, thì từ cái vị trí này nè quý anh chị. Từ cái vị trí hàng rào xây tường nè. Đó, thì cái chiều ngang mặt tiền đường của mình luôn đó là mình chạy qua tới đây. Mình chạy tới đây qua ra tới đây luôn là 30m ha. 30m9 nha quý anh chị, gần 31m á. 30m9 nè, là chạy tới đây luôn nè. Đó, mình chạy tới đây luôn. Đó là 30m9 ha. Rồi, từ cái vị trí hàng rào này, mình cái chiều sâu của mình vào là 63m ha. Là từ cái vị trí này mình chạy thẳng xuống tới cái nhà mà thiết dưới kia luôn là 63m. Và cái hậu mình là được nở hậu nha anh chị là 32m8 thì phải. 32m8 chính xác là 32m8 ha. Đó, từ vị trí đó khoảng vị trí này là 32m8. Đó, thì do là cái vị trí đất của mình á là hàng rào nó kiên cố hết rồi, cho nên là không thể nào mà Tâm vào Tâm review cho quý anh chị mình xem được ha. Và do là chủ cũng có lên nền
bên đây để trồng rau ha. Còn dưới đây là cái giống như là khoét một cái con mương để có nước để tưới tiêu ở trên cái phần đất của mình á, mình khi mình trồng cây ha, cho nên là không có vào mà để cho quý anh chị mình xem được. Thì với cái diện tích này nè, đặc biệt một điều như thế này là đất mình được vô đất ở tại nông thôn luôn, cho nên là quý anh chị mình mua về có thể là mình chuyển thổ, mình làm nhà vườn, hoặc là mình có thể thí dụ những người nào mà mình làm nhà vườn á, thì mình để nguyên một thửa này luôn mình làm nhà vườn ha. Còn nếu mà quý anh chị mình đầu tư, mình mua về mình đầu tư, thì mình có thể như thế này là mình mua cái thửa đất này về, xong rồi mình cắt ra làm 3 thửa ha, mỗi thửa là tầm khoảng là 600 mấy mét ha. Thì cái mặt tiền mình được 30 mét thì mình cắt ngang 10 về hết đất, ngang 10 về hết đất thì được 3 lô ha. Thì dao động ở khu vực Cần Giuộc mình á, thì một lô đất tầm khoảng 500 mét mà vô đất ở tại nông thôn luôn, chuyển thổ ok luôn á, thì dao động tầm khoảng 1 tỷ 650 đến 1 tỷ 850 một lô ha. Cho nên là quý anh chị về mình mua cái thửa đất này có thể là mình rất là lời luôn. Đó, rất là lời nha quý anh chị. Khu vực đường xá thì thông thoáng luôn, từ vị trí đất này mà ra cái đoạn đường tính lộ 85B á, thì vào độ tầm khoảng chừng 50 mét thôi, cũng khá là gần ha. Và từ cái vị trí cái thửa đất này mình đi ra cái ngã tư Phước Lý thì vào độ tầm khoảng chừng 500 mét thôi, cũng khá là gần ha. Ở xung quanh đây thì mấy anh chị thấy là bán kính tầm khoảng 3 đến 400 mét thôi, thì có tất cả các tiện ích như là trường học nè, rồi quán ăn nè, chợ nè, rồi trung tâm xã nè, vân vân, rất là nhiều luôn. Còn mình tiến xa hơn nữa tầm khoảng 4 km nữa thôi thì mình sẽ đi về chợ Bình Chánh và quốc lộ 1A ha. Đó, còn vị trí từ cái vị trí thửa đất này mình đi về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng chừng 12 đến 13 km tùy cái khu vực mà quý anh chị đang sinh sống nha. Đó, khá là gần, khá là đẹp luôn. Thì cái hướng đất của mình là hướng chánh đông nha quý anh chị, một cái hướng quá tốt luôn ha, một cái hướng đông tứ trạch, tây tứ trạch luôn. Nói chung là rất là tốt để quý anh chị về mình mua có thể là mình ở hoặc là mình đầu tư lại thì cũng rất là dễ dàng ha. Rồi bây giờ Tâm xin nhắc lại một lần nữa về cái diện tích và cái giá ha. Thì tổng diện tích thửa đất này là 1.992 mét vuông, đất vườn sổ riêng ha. Và cái địa chỉ đất mình đây là ấp Long Hưng, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và với diện tích thực tế á, là ngang là 30 mét tính từ vị trí, chính xác hơn là 31 mét tính từ vị trí hàng rào bê tông này. Đó, chạy dài tới cái vị trí đằng kia luôn, chạy dài tới vị trí đằng kia luôn ha, là 30 mét. Và cái chiều sâu vào á, là quý anh chị thấy là từ vị trí này xuống dưới vị trí kia là 63 mét. Hậu mình là nở là 32 mét 8 nha quý anh chị, hậu nở là 32 mét 8 ha. Đó, hướng đất mình là hướng chánh đông và Tâm được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 8 còn thương lượng nha. Đó, thì quý chị thấy là đất mình nó cao thẳng thẳng rồi, thì quý chị về nếu mình muốn mình san lấp bằng luôn thì mình vả ra những cái con mương này nè. Đó, tại vì đất mình thì lên mô cao rồi, mình vả ra hai bên để cho nó đều đất lại ha. Còn thí dụ như muốn cao hơn nữa thì mình có thể là mình đổ thêm cát lấp vào thì nhìn rất là cao ha. Thì bây giờ Tâm sẽ nói về mặt ưu điểm và khuyết điểm về cái thửa đất này ha. Ưu điểm là nó thứ nhất là nó gần đường lớn nè, thứ hai là đất mình có cực kỳ đẹp và rất là vuông vức luôn. Cái thứ ba là đất mình vô đất ở tại nông thôn. Đó, cho nên là quý anh chị về mình mua có thể mình chuyển thổ rồi mình cắt thửa ra rất là ok. Rồi rất là gần trường học, rất là gần các cửa hàng buôn bán này nọ kia thì rất là ok, và nằm mặt tiền của đoạn đường bảy trời này luôn. Thì cái thửa đất của mình á là nó cấp năm 2018 ha. Thì chưa có gắn đường, nếu mà quý anh chị về mua rồi cập nhật sổ mới thì nó ra là thể hiện lối đi trên sổ cho quý anh chị mình luôn là 2,5 m ha. Đó, 2,5 m và thể hiện tên đường luôn là đường Bảy Trợ nha. Rồi về cái mặt nhược điểm như thế này, ở bên cái phía bên đây cách mình trước cái phần đất của mình nó cách một thửa đất nữa ha. Đó, một thửa đất là to nữa nè, là có một cái nhà mộ, rồi bên kia thì có hai ngôi mộ ha. Thì nói chung là nó cũng rất là xa cái phần đất của mình ha. Nhưng mà quý anh chị sợ thì nói chung là Tâm quay rất là thực tế luôn, cho quý anh chị mình xem thực tế luôn, khỏi mất thời gian khi quý anh chị về mình quay rồi giấu giếm này nọ kia thì rất là khó khăn khi quý anh chị về mình mất thời gian mình ha. Cho nên là nay Tâm quay thẳng luôn cho quý anh chị mình dễ hình dung. Đó. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị mình nhìn lại một lần nữa về cái thửa đất này ha, rồi Tâm sẽ kết thúc clip. Nhưng do là bầu trời là đang chuyển mưa, quý anh chị đang chuyển mưa nữa rồi, cầm máy quay lên là trời là chuyển mưa là tối thui. Đó, ngang 30, dài 63, nở hậu là 32,8 m ha. Rồi, bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích, nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý chị xem mà cảm thấy thích cái thửa đất 1.992 m2 đất vườn
thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình ha. Và số điện thoại Tâm là 0937629679 hoặc xem cái phần mô tả phim Tâm luôn. Còn cái kênh Đất Cần Giuộc Giá Rẻ Tâm luôn nhận review bất động sản khu vực Cần Giuộc Cần Đức ha. Nếu quý anh chị mà có cái sản phẩm nào muốn Tâm review để bán nhanh hoặc là như thế nào đó thì quý anh chị cứ kết bạn Zalo với số điện thoại Tâm. Số điện thoại Tâm là 0937629679 á, rồi gửi tất cả thông tin qua cho Tâm. Tâm sẽ quay review cho quý anh chị mình xem cho mình bán một cách nhanh nhất ha. Rồi, bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo nha.